vài giờ sau đó. Gracie's Corner. Hey, let's learn the sounds of the letter. This is a fun song. Got us reading all day long. À, có bánh ăn rồi, thích quá. The fun song. What sound does the letter make? Em ngồi đi ăn, để chị đi dần nhà bếp một lúc nha. Vâng ạ. Nhớ là đánh răng sau khi ăn đấy nhé. Em biết rồi mà. Vài giờ sau đó. Có chuyện gì thế? Răng em đau quá đi à? Lúc nãy ăn bánh xong quên đánh răng đúng không nào? Em xin lỗi, từ bây giờ em sẽ đánh răng trước khi đi ngủ ạ. Thôi được rồi, thế bây giờ cùng chị đi đánh răng nhé. Vâng ạ.